Đi đâu qua đây? Đi qua kiếm miếng nước uống. Sao vậy? Lệnh thủ đâu? Ở bên nhà. Bộ anh em mày có chuyện hả? Dạ không, nhưng con thấy không yên bụng cho con Thu tí à. Thì cũng khó nghĩ đó. Mấy chục năm thất lạc rồi, dù không muốn đi nữa thì nó cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc sống xô bồ ở bên ngoài. Con không sợ chuyện đó, nhưng mà con có linh tính là con Thu không phải là bé Ba. Bây nói cái gì mà lạ vậy? Nếu không phải thì tại sao bây lại nhận nó về? Thì con cũng chỉ nhìn qua sợi dây chuyền thôi. Không có lẽ là sợi dây chuyền đó giả? Giả thì không phải, nhưng mà con nhớ hồi đó cái mặt ông Phật bị mẻ một miếng, do hồi xưa con làm rớt nên con đổi cho con bé Ba, con sợ bị la đó tía. Cái đó thì làm sao mà giả được chứ? Trời, vậy cũng ngộ thiệt hả? Rồi bây giờ thêm thằng Lô nữa. Thằng Lô? Dạ, bây giờ nó tò tò theo con bé Ba gì đây đó tía. Đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Lũi đầu đâu không lũi, mà lại lũi đúng cái chỗ con thằng Sáu Thiên. Bởi vì con thấy không có yên bụng tía ơi.